truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tập 39. Sao ngày nào cũng ai tặng quà cho mình vậy ta? Ai vậy ta? Ê! Trời, được người ta tặng quà luôn, sướng nha. Tôi cũng không biết sao nữa, tự nhiên sáng nào đi học cũng thấy quà trong học bàn để sẵn vậy á, không biết của ai luôn. Bà lên lớp trưởng như vậy mà cũng có người tặng quà cho bà, chứng tỏ là... Ê! Để coi có ghi tên gì không? Tôi nói nghe nè, có khi nào thằng này mắt nó bị lé không ta? Đâu đâu, mở ra coi. Không có đề tên gì hết á. Mà tôi nói bằng ai luôn á. Nó không có lé đâu, tại vì nó chọn đúng bà nó tặng mà, đúng không? Nhiều khi nó thầm thương trộm nhớ bà rồi sao? Bà nghĩ làm sao vậy? Thôi đi. Tôi như vậy nè, ai mà thèm để ý tôi mà tặng quà cho tôi không biết nữa. Không thèm để ý á. Tại sao mỗi lần tặng quà là cứ để đúng ngay cái bàn này vậy? Chính xác luôn, sao nó bỏ vào bàn tôi đi, đúng không? Không, tôi nghĩ là chắc người ta tặng lộn cho tôi á. Khổ ghê, không ai lộn mà lộn tới hai ba lần. Giờ tôi tính vậy nè, không có lộn gì hết trơn á. Kiểu này á là mừng bà Linh có người yêu, cho nên á học xong đi ăn chè. Lên đi đâu cầm hộp quà tươi tắn quá vậy? Cái gì vậy? Không biết nữa. Ôi, có gì đâu. Cái này chắc là có chàng hoàng tử nào đó thấy Thùy Linh nhà ta dễ thương, cho nên là tặng quà thôi. Thôi ông ơi, tôi hả, manly gì, ai đâu mà thích tôi mà tặng quà, không biết nữa. Chắc tại bà manly quá đó, người ta sợ bà, ta không dám tặng, ta mới nhét vô học bàn bà đó. Giờ xử lý món quà này làm sao? Thì giờ đem về nhà đi chứ làm sao. Thôi, món quà này hả, không có ghi tên người gửi người nhận gì hết, không có rõ nguồn gốc xuất xứ, chắc là tôi tiêu hủy nó quá. Trời đất ơi. Ừ, tùy bà á, quà của bà. Ê, nói nghe nè. Ví dụ á, mà mình có quà đúng không? Mà bạn bè mình á, nó đâu có đâu. Có bây giờ được ai tặng đâu. Nó tội nghiệp bạn bè mình chứ, đúng không? Phải thương bạn bè mình chứ, thì đưa lại cho bạn bè mình xài. Cái gì nó đại đi, mệt quá. Cho tôi đi. Ủa, liên quan gì? Trời ơi. Nói tóm lại á, món quà này trong học bàn của tôi thì nó là của tôi và do tôi quyết định, hiểu không? Mà nó bị thì bánh xe, nó phải đi đường này. Cứ ráng đợi thêm xíu đi. Ai xì lụng bánh xe của mình vậy trời? Đi dọn sao mà đi về đi trời. Kỹ đi ha, nó còn nhớ mặt tao nữa đó. Nhìn mặt bạn hả? Ê, mặt bạn có cái vết nám nè. Anh không biết điều kìa, dạy nó bài học đi. Cỡ con nhỏ này chỉ cần hù một phát là nó sợ liền. Ủa, mà tôi đâu biết mấy bạn là ai đâu. Không biết hả? Biết ai không? Không. Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của Sơn đẹp trai. Sơn đẹp trai? Không biết. Đầu tao vậy hả? Giả nai với tao hả? Mày giả bộ hả? Mày tưởng mày qua mặt được anh Sơn nhưng mày không qua mặt được tao đi nha. Nè, mày có phải là Linh lớp trưởng hay không? Ừ. Qua đây nói chuyện cho nghe nè. Mình là bạn bè mà căng thẳng chi, đúng không? Đúng không? Mệt mỏi không? Đóng bóp gì cho ha? Ha? Mày rảnh hả mày? Nè, nhớ kỹ mặt tao nha. Vô đây, vô đây cho nó nhớ mặt. Nhớ kỹ mặt hai đứa tao nha chưa? Đừng có trách tôi không nói trước nha. Uy hiếp tôi á, tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu á. Đánh nhau hả? Nhào vô. Nhào vô. Được, để cho nó biết tay. Còn nhỏ này. Chân tay lại. À. Trời đất ơi. À hoài, mệt quá, cái gì vậy? Ai đây? Ai biết? Không biết thì hỏi đi. À. Hai bạn là ai vậy? À. L
là lợi hại lắm. Là đi 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 mình đi đi. Mình nói chuyện. Mày nhớ mặt tao đi chưa? Đừng để tao quay lại. Còn hai cái này không cần phải nhớ. Kem chi, đứng lại. Anh Thư nhớ tên già. Ủa, bà biết tụi nó hả? Đồng phục tụi nó ghi kìa. Đất trộn, bị gì vậy? Tụi nó đâu biết đâu. Tự nhiên hả, hai nhỏ đó xì lủng bánh xe tôi kìa. Hả? Nó còn nói tôi á hả, là tôi hả giật bồ gì của nó đó. Cái gì? Cái gì? Giật bồ hả? Trời đất ơi, ghê dễ sợ. Nó còn nói hả là bồ nó là Sơn đẹp trai nào đó mà tôi giật Sơn đẹp trai. Sơn đẹp trai là ai đâu? À, tôi nhớ rồi. Hình như mấy bữa nay á Linh có nhận được mấy món quà của một người vô danh đúng không? Ê, đúng rồi đó. Những món quà bí ẩn đó nhiều khi là từ cái ông Sơn đẹp trai đó làm sao? Ừ ha. Không lẽ là như vậy? Có thể nào hai người đó là bồ của ông Sơn không? Cái gì mà bồ? Bây giờ bà xem tôi đi. Trước mắt á, phải suy nghĩ về cái chuyện mà bà bị quánh quen trước đã. Chính xác, cái chuyện xe của bà tự giá đi. Dạ. Giờ dạ. Tôi có nhiều chuyện cái đã. Không biết mà phải dạch ra cho biết. Thôi, để kiếm. Không cần dạch gì hết. Anh Khang đẹp trai đã có cách. Trời đất ơi. Ông già hay miệng quá vậy ông Khang. Cách gì vậy? Cách gì? Từ từ rồi sẽ biết. Chờ một xíu nữa đi. Một bài ba hót chút xíu đi ăn. Ê, cái gì mà anh á? Cái gì vậy? Thôi, thôi. Cái gì đây? Mình đã chờ bạn ở đây từ hồi sáng sớm rồi. Đúng rồi đó, chờ từ sáng đến giờ rồi đó. Mình biết bạn là ai và mình muốn hỏi bạn một số chuyện. Thảo, mấy người đừng nghĩ đông phép yếu nha. Tao có bốn đứa đâu ra mà đông. Khổ ghê á. Bạn Thư không nhớ mình hả? Tôi biết hết tất cả mọi thứ về bạn. Bạn là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1998. Và bạn là thuộc vào dạng học sinh không ngoan cũng không giỏi của lớp. Tất cả những thành phần bất hảo đều tụ tập vô bạn hết. Đúng. Làm sao bạn biết được? Trời ơi, qua đi gần mới biết á trời. Nè, tụi mình nói cho bạn biết nha. Bây giờ tụi mình chỉ cần đưa lời khai của Linh X-Men, với lại tụi mình đứng lên làm bằng chứng, lên trên phòng giám thị mét á, là bạn sẽ bị thầy giám thị sờ gáy cho coi. Chính xác. Ngày hôm qua có phải chính bạn là người đã hành hung nữ sinh Hiền Thục? Có bằng chứng không? Đây. Chẳng lẽ bạn vô nhà vệ sinh nữ đó chụp hình hả? Chứ sao. Tôi chụp đó. Có điều tôi chia sẻ cho toàn thể lớp tôi rồi. Công nhận nha, tướng bạn nhỏ con vậy mà bạn toàn đi ăn hiếp mấy bạn khác trong trường không ha? Chính xác luôn. Giờ làm sao? Nếu mà bạn không bỏ qua chuyện này thì bạn muốn hành hung ai nữa? Mấy bạn đúng là cái đồ mách lẻo. Ai có ngon á thì bước ra đây. Bước ra đây với tôi nè. Đứng đây đôi. Con nhỏ Linh lớp trưởng này nè. Bạn đừng có ở đó học sinh ngoan hiền mà để mà mọi người quan tâm bạn nha. Trời đất ơi, Hiền hồi nào? Linh nè, bây giờ tùy ý bà xử đó. Thôi xử đi lớp trưởng. Nguyên lớp lép vế của mình bà thôi đó. Bạn Thư, thiệt ra thì Linh cũng không có muốn đánh nhau trong trường đâu. Nhưng mà Linh muốn nói với bạn vậy nè. Tụi mình á còn là học sinh cho nên á là cứ tập trung cho việc học đi. Dành thời gian quá nhiều cho việc yêu đương xong rồi gây phiền phức cho người khác, bạn hiểu không? Với lại á, mình khẳng định với bạn một lần nữa là mình á không có biết Sơn đẹp trai là ai hết á. Đúng vậy. Với lại mình cũng càng không có giật bồ của bạn. Từ nay bạn đừng có làm phiền tới mình nữa, ok? Thôi, bây giờ á nói cũng nhiều rồi, bạn mà biết lỗi á thì bạn hãy xin lỗi bạn lên lớp trưởng của mình đi. Chính xác, xin lỗi đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi bạn. Nói chung là tôi đã làm phiền tới bạn, mong bạn bỏ qua. Trời ơi, năn nỉ luôn á, cho thêm miếng tâm hồn vô câu xin lỗi được không? Thôi kệ, miễn sao á xin lỗi là được rồi. Bạn á từ nay về sau không được ăn hiếp các bạn nữa. Thôi mấy bạn, người ta đã nói xin lỗi rồi thì bỏ qua cho người ta đi. Thì bỏ qua chứ giờ cũng đâu làm được gì bả đâu. À nè, tôi nói cho mấy người biết, người bạn trai mà tôi mới vừa chia tay á không phải là dạng vừa đâu. Mấy người á mà đụng vô á sướng hay khổ là do mấy người đó. Tôi nói vậy thôi đó, tránh ra. Ê, đi học hả? Đi học hả?
À quên, tôi đi học. Ngó bộ hả? Tụi mình làm gì á nó cũng sợ rồi đó. Sao không sợ vậy được? Hâm the lên tới phòng giám thị mà sao không sợ vậy được? Ê, thôi thôi thôi, sắp tới giờ vô lớp rồi nè, đi học đi. Trời đất ơi, tôi chưa học hả? Đi, 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 đi. Chào bạn. Bạn tìm mình hả? Như bạn là Linh đúng không? Ừ, đúng rồi. Mình cũng tự giới thiệu với bạn, mình là Sơn. Mà thường ngày mà bạn bè gọi mình là Sơn đẹp trai. Sơn đẹp trai? Ừ. Thì ra là Sơn đẹp trai đây rồi. Bạn là Sơn đẹp trai đúng không? Đúng. Bạn chính xác là Sơn đẹp trai đúng không? Sơn đẹp trai là tôi. Bạn có biết là bạn chính là người đã gây rắc rối cho tôi hôm giờ không hả? Tôi làm gì mà gây rắc rối cho bạn? Bạn còn giả nai không biết nữa hả? Không. Chuyện gì vậy? Chính bạn là người tặng quà cho tôi. Ủa? Để mấy cô bạn gái của bạn á tìm tôi đánh ghen, bạn có biết không? Tôi đâu có tặng quà cho bạn đâu. Tôi để dưới cái học bạn của bạn kia mà. Như bạn nhầm rồi đó, tôi không có tặng quà cho bạn. Bạn không tặng quà cho tôi. Ừ. Mà bạn để quà dưới bàn tôi thôi hả? Tôi để quà dưới bàn bạn. À, hình như là bị nhầm rồi. Cái người mà tôi muốn tặng á là cái bạn đó tròn tròn, xinh xinh, dễ thương. Rồi tóc thai bính, mắt bồ câu. Rồi lúc nào cũng là ngồi ở trước cửa lớp. Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Thủ quỷ lớp tôi. Vậy thủ quỷ lớp tôi, có gì bạn tìm thủ quỷ nói chuyện nha. Tôi không rảnh. Đi. Khoan, bạn, chưa chưa. Gì nữa? Tôi có chuyện muốn nói với bạn. Nữa hả? Ừ, bạn cho mình xin lại cái món quà đó đi ha. Tại vì á, mình tặng cái áo, mà cái áo kia to lắm. Bạn nhỏ xíu mà mặc đâu có vừa đâu. Bạn cho mình xin lại đi. Có vụ này nữa hả? Ừ, tặng nhầm phải xin lỗi chứ. Tại vì tôi không biết của ai nên tôi quăng mất tiêu rồi. Bạn bỏ rồi hả? Hả? Linh lớp trưởng, mà mới nói gì mấy món quà đâu, quăng mất tiêu rồi. Ừ, bạn bè không có quà để xài mà bà nghĩ sao mà đi quăng quà của người ta cho? Huống hồ gì người ta đâu có cho bà đâu. Bà ơi, tại Linh không biết của ai mà bực ghê luôn á. Chào thủ quỷ. Còn ông nữa, ông nói ông thích tôi. Ông thích tôi chỗ nào hả? Ngày nào tôi cũng ngồi tôi đếm tiền ngay cái bàn đó. Ông nghĩ sao mà ông không nhịn được mà ông còn nói ông thích tôi. Thích thủ quỷ lớp mình luôn. Gì á? Ừ, chửi nữa đi bạn. Tiếng bàn chửi nó thanh thoát như con chim quả mi gì đó. Chửi nữa đi bạn. Tao thấy giống chim đại bàng hơn. Cái áo lỡ bạn Linh bạn Dục đó, mình sẽ mua món quà khác mình tặng bạn ha. À, không, nhưng mà bây giờ tới giờ mình phải về mình phụ mẹ mình dọn hàng rồi. Ờ, thôi giờ chắc tôi đổ quá. Phụ mẹ dọn hàng á? À? Vậy để tôi qua tôi phụ giúp cho. Còn không mấy phụ, tôi gọi tôi đánh tiền phụ cho tôi gọi đánh tiền không á. Thôi được rồi, mình làm mình được mà. Bán gì vậy? Bán xôi. Bán xôi. Bán xôi. Em ơi, nó bán xôi hỏi bộ. Tôi thích ăn xôi. Ăn xôi mập lắm á. Vậy hả? Mập cũng chịu nữa. Thôi gì vậy? Ai cho xôi tôi ăn à? Gì mình hồi mình chạy về mình lấy xôi mình đem qua cho bạn ha. Ê, cho tôi nữa. Tôi cũng thích ăn xôi lắm á. Trời ơi. Sao nó ăn xôi mập? Thì tôi đâu có mập. Kệ người ta đi. Mình cho người mình thích thôi. Đừng cho ai. Thôi mình đi nha. Hẹn gặp lại nha. Đi á. Bye. Bye bye mấy bạn. Chào bạn. Rất chào nha. Trời ơi, các bạn kìa. Thấy trai thích thì tương tước mặt tươi rói à. Trời ơi, Cang ơi. Có người thích tôi rồi. Ui da. Bây giờ đi đây. Chạy. Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.